Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và thi lên lớp 10 của học sinh đang đến gần. Do phải lùi lại vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nên giai đoạn học tăng tốc của các con đúng vào thời gian nắng nóng cao độ, cực điểm, cộng với việc học hành căng thẳng sẽ dễ ảnh hưởng sức khỏe và kết quả học tập của các sĩ tử. Do vậy, cần bồi bổ cho sĩ tử bằng chế độ ăn uống hợp lý. Nhóm tinh bột. Đây là nhóm thực phẩm tốt cho học sinh ôn thi, giúp tăng cường trí nhớ trong mùa thi. Do đó, để đảm bảo cơ thể luôn ở trạng thái tốt, mỗi người cần cung cấp khoảng 400 gram mỗi ngày. Tinh bột có trong những thực phẩm như cơm, bún, phở, ngô, bánh mì. Để cung cấp đủ lượng tinh bột cho cơ thể, các sĩ tử nên ăn mỗi ngày 2 bữa chính, mỗi bữa khoảng 2 bát cơm, buổi sáng có thể ăn bún, phở, bánh mì. Nhóm chất đạm. Đạm giúp tái tạo các tế bào, tạo ra chất truyền dẫn thần kinh, từ đó tăng cường hoạt động của trí não. Để đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể, các sĩ tử cần nạp đủ từ 80 đến 90 gram đạm một ngày thông qua những thực phẩm như thịt, trứng, sữa. Ngoài ra, cũng cần đảm bảo cân đối nguồn đạm từ động vật và thực vật. Đạm động vật giúp cung cấp khoáng chất và các axit amin thiết yếu. Đạm thực vật có trong các loại đậu giúp thúc đẩy quá trình hoạt động của nhu động ruột. Nhóm vitamin. Vitamin D rất tốt cho não bộ, giúp tăng cường trí nhớ. Các thực phẩm giàu vitamin như lòng đỏ, trứng, dầu cá. Ngoài ra, để cải thiện chức năng của hệ thần kinh, các bạn học sinh cũng cần bổ sung vitamin B có trong các thực phẩm như ngũ cốc, ngan, thịt nạc, ngũ cốc nguyên cám, rau màu xanh đậm. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thị lực và thường có trong các loại trái cây như cam, quýt, cà chua, bông cải xanh. Nhóm chất béo. Chất béo, nhất là omega 3, rất tốt cho tăng cường hoạt động của các tế bào não, cải thiện trí nhớ. Những thực phẩm tăng trí nhớ cho sĩ tử mùa thi như cá hồi, cá ngừ, cá cơm, cá tuyết. Ngoài ra, trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, cũng cần bổ sung axit béo không bão hòa có trong các loại dầu ô liu, dầu rum, dầu carola, đậu phộng, quả bơ và quả hạch. Chất khoáng, sĩ tử cần chú ý bổ sung các chất khoáng như là sắt và iốt. Sắt có nhiều trong các loại rong biển, tàu biển, các loại đậu, gan động vật, cam, bưởi, đu đủ, dưa hấu. Iốt có trong các loại cá biển, rong biển, tàu biển, hải sản và cũng nằm trong danh sách những nhóm thực phẩm tăng cường trí nhớ cho mùa thi. Thiếu iốt có thể làm giảm khả năng sáng tạo, tiếp thu kém và suy giảm trí nhớ. Chế độ ăn khoa học. Không bỏ bữa sáng, đây là bữa ăn quan trọng giúp con bổ sung phần lớn dinh dưỡng cần thiết trong ngày. Cố gắng đưa nhiều thực phẩm như sữa, các chế phẩm từ sữa, trứng cá, thịt gà, rau củ vào thực đơn của bữa ăn sáng. Bên cạnh đó, thực hiện thói quen ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày để giúp giữ lượng đường trong máu ổn định, không để đói, khi đó đường huyết sẽ xuống thấp, khiến tinh thần, thể chất, năng lượng, cảm xúc xuống dốc nhanh chóng và căng thẳng có cơ hội gia tăng. Nên cho con uống nhiều nước để thanh lọc cơ thể. Nước hoa quả như cam, chanh, dưa hấu, bưởi rất bổ sung và có tác dụng thanh nhiệt, hạn chế dùng chất kích thích như caffeine có trong cà phê và trà. Không nên ăn quá no vì sẽ khiến máu tập trung nhiều về dạ dày và ruột. Khi đó, lượng máu lên não sẽ giảm đi, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ, giảm khả năng tiếp thu. Không nên học khi vừa ăn xong, tốt nhất nên học sau khi ăn từ 30 đến 60 phút. Trong thời gian đó, nên tranh thủ nghỉ ngơi hoặc vận động nhẹ nhàng, hít thở không khí trong lành để đầu óc được thư giãn. Những lưu ý cần thiết. Phụ huynh cần chọn mua những thực phẩm tươi sống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thức ăn chế biến cho con trong những ngày sát ngày thi cần được chế biến kỹ, cần tuyệt đối ăn chín uống sôi, hạn chế ăn thức ăn ngoài đường phố trong thời tiết nóng nực. Càng sát ngày thi, càng không nên cho sĩ tử ăn nhiều các thức ăn lạ, các món gỏi sống hay đồ biển, bởi những thức ăn này có nguy cơ dị ứng và ngộ độc cao. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai sẽ là chủ đề trời nắng nóng người bệnh tim mạch nên tập luyện như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.